Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa Ngân hàng Công Thương gặp Nam Kỳ Trung Quốc, và trận đấu thứ hai sẽ là trận đấu giữa VTV Bình Định Long An gặp U23 Thái Lan. Đây là đội hình của Nam Kỳ Trung Quốc, gồm có số 2 Li Rui Sue, số 5 Song Ke Shin, số 8 Si Wei Ting, số 13 Liu Jiayi, số 14 Zhu Yan và số 18 Zhu Jian. Huấn luyện viên trưởng ông Su Jian. Trong khi đó thì thành phần ở trận đấu đầu tiên của đội bóng Ngân hàng Công Thương gồm có số 2 là Bùi Thị Huệ, số 8 Lê Thanh Thúy, số 11 Nguyễn Thị Xuân, số 12 Nguyễn Thị Uyên, số 18 Lưu Thị Huệ và số 20 Nguyễn Thị Hoài. Libero là số 19 Nguyễn Thị Ninh Anh, huấn luyện viên trưởng ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Ở lượt đấu đầu tiên của bảng A, Ngân hàng Công Thương và Nam Kinh đều là những đội bóng đã phải nhận thất bại. Ngân hàng Công Thương đã thua 2-3 trước U23 Thái Lan trong một trận đấu mà họ đã từng dẫn trước 2-1. Trong khi đó thì Nam Kinh đã thất bại trước các vận động viên VTV Bình Định Long An với tỷ số 0-3. Như vậy nếu như muốn cạnh tranh chiếc vé là vào bán kết thì không còn cách nào khác, một trong hai đội bóng này phải có chiến thắng để có thể tiếp tục chạy đua với những đối thủ còn lại được giá mạnh hơn ở bảng đấu này. Pha xử lý rất khôn ngoan, cú tấn công giữa lưới chính xác. Và xử lý rất tốt của Lê Thanh Thúy bên phía Ngân hàng Công Thương. Đội hình ở xếp 1 mà huấn luyện viên Tuấn Kiệt sử dụng ở trận này không khác gì đội hình mà ông đã sử dụng ở xếp 1 trận đấu với U23 Thái Lan. Một pha phối hợp trong chính xác của Ngân hàng Công Thương. Pha phối hợp và dứt điểm thành công của Nguyễn Thị Uyên. Đối thủ Nam Kỳ Trung Quốc được coi là ý nhất giải và đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để cho Ngân hàng Công Thương tìm kiếm chiến thắng. Điểm rút ngắn cho Nam Kinh Trung Quốc 1-2. Ở trận đấu với U23 Thái Lan sẽ còn rất nhiều những ý kiến tiếc nuối cho thất bại của Ngân hàng Công Thương. Đó là một trận đấu mà những vận động viên lớn tuổi của Ngân hàng Công Thương đã thi đấu rất cố gắng. Tuy nhiên có lẽ huấn luyện viên Tuấn Kiệt cũng hơi chậm trong việc điều chỉnh nhân sự ở trận đấu thứ 3. Trận đấu thứ 4, nếu như điều chỉnh tốt ở trận đấu thứ 4 thì có thể mọi thứ đã khác. Một sự khởi đầu rất thuận lợi và lúc này Ngân hàng Công Thương đang dẫn trước với điểm số 3-2. Nguyễn Thị Xuân phát bóng trong trận đấu với U23 Thái Lan thì Nguyễn Thị Xuân là vận động viên ghi nhiều điểm nhất bên phía Ngân hàng Công Thương với tổng cộng 19 điểm. Nam Kinh Trung Quốc vừa rồi đã phối hợp tấn công lỗi 4-2. Kết thúc ở vị trí đối chuyền tốt của Nam Kinh Trung Quốc. Trong trận đấu với VTV Bình Định Long An đẳng cấp là khác biệt. Và chính vì thế mà Nam Kinh Trung Quốc đã thất bại rất nặng nề. 17-25, 18-25 và 7-25.
Như vậy vừa rồi thì chủ công của Nam Kinh đã có một pha dứt điểm chắc chắn. Sức trẻ của các cầu thủ Nam Kinh, hai trận đấu liên tiếp với Ngân hàng Công Thương đều phải đối đầu với những đội bóng có tuổi đời rất trẻ, dưới 23 tuổi. Chắn bóng thành công. Lúc này thì Nam Kinh Trung Quốc đã vươn lên dẫn trước 5-4. Như vậy là pha xử lý tốt ngoan của Bùi Thị Huệ. Trong đội hình của Ngân hàng Công Thương lúc này thì có sự xuất hiện của hai tay đập kỳ cựu Bùi Huệ và Nguyễn Thị Xuân. Bước một lỗi. Lỗi bước một của Lê Thanh Thúy. 6-5. Chuyển hai vừa rồi khá ổn của Nam Kinh Trung Quốc. Trọng tài thứ nhất đã xác định là cú dứt điểm vừa rồi lỗi. Sáu đều. Cơ hội dành cho Ngân hàng Công Thương. Rất tỉnh táo, một cú đẩy bóng sâu về cuối sân và xử lý kết thúc bất ngờ của Bùi Thị Huệ nhưng bóng ra ngoài. Cú chém đáy bóng vọt chắn của Bùi Huệ nhưng đã ra ngoài. Phát bóng lỗi. Ngay lập tức Du Yan đã phát bóng lỗi bên phía Nam Kinh. 7 đều. Libero của Nam Kinh đã trở lại. Số 17 Siru Yu. Không phải là một cú đập của Nguyễn Thị Xuân mà là một cú bò nhỏ. Hà Nội bước vào phút hội kỹ thuật thứ nhất trong trận đấu này. Vẫn là sự thi đấu đầy nỗ lực của những cựu binh Nguyễn Thị Xuân, Bùi Huệ. Nhưng có thể thấy các vận động viên khác của Ngân hàng Công Thương cũng đã thi đấu rất tập trung ở những điểm đã qua. Trong đó Lê Thanh Thúy cũng thi đấu tương đối nổi bật. Chắc chắn là phải thắng. Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Quyết hiểu rõ điều đó. Việc tìm kiếm chiếc vé vào bán kết là mục tiêu hàng đầu. Trong bối cảnh mà cả các đối thủ cạnh tranh khác như UEFA Thái Lan và VTV Bình Định Long An đều đã có những chiến thắng của mình ở lượt đấu đầu tiên. Cú phạt bóng là của Bùi Thị Huệ. Cú phạt bóng ra ngoài. Trong trận đấu với UEFA Thái Lan thì Bùi Thị Huệ đã thi đấu rất nỗ lực với hơn 100% sức. Sau trận đấu thì cô đã rất mệt. Đó là trận đấu mà bóng liên tục được dồn cho Bùi Thị Huệ. Nguyễn Thị Xuân. Nam Kinh đã tổ chức bám chắn tốt sau hai tình huống dứt điểm ở vị trí số 2 của Nguyễn Thị Xuân. Và sau đó thì họ đã lật ngược tình thế để ghi điểm.
9-8 cho Nam Kinh Trung Quốc. Chuyền hai không thuận lợi cho lắm. Vẫn còn Nguyễn Thị Xuân. Và xử lý rất hay của Nguyễn Thị Xuân. Một pha bóng bền. Đáng lẽ ra thì Ngân hàng Công Thương đã phải kết thúc được điểm số ở những cú đập trước đó. Nhưng có lẽ bóng được truyền cũng không mấy thuận lợi và Nguyễn Xuân cũng không thể kết thúc thật căng. Phải đến cú bỏ nhỏ thì Nguyễn Thị Xuân mới mang về điểm số cho Ngân hàng Công Thương. Một lần nữa thì vận động viên của Ngân hàng Công Thương đã phát bóng ra ngoài, giành được một điểm đã là cố gắng nhưng lại phá đi một cách dễ dàng với một tình huống phát bóng lỗi. Bước một tiếp tục mắc sai sót. Đây là điều mà các đội bóng ở giải đấu năm nay, các đội bóng của Việt Nam đã rất khó để khắc phục tình trạng bắt bước một, chưa nói đến chuyền hai. Ngày hôm qua thì thông tin lên Việt Postbank và cả Hoa Chất Giang Hà Nội đều mắc những lỗi cố hữu này trong những thất bại của họ ở lượt đấu đầu tiên của bảng B trước Tứ Xuyên Trung Quốc và BIP của Mỹ. Và đội bóng lỗi, rõ ràng là vừa rồi số 8 của Nam Kinh Xin Quy Tinh đã bật đà không được tốt. Cô đã vào đà hơi sâu. Mười một đều, dứt điểm ngay. Đối phương đã mắc sai sót ở khâu bước một và hàng trên của Ngân hàng Công Thương đã kết thúc ngay rất uy lực. 12-11 và dứt điểm ngay là của số 12 Nguyễn Thị Uyên, người mượn về từ Mikado Thái Bình. Nhanh trước sự lưỡng lự của Li Rui Xue và Liu Jiayi. 13-11. Thủ Hoài phát bóng. Bóng bật chắn ra ngoài. Khả năng bám chắn chưa được kín của Ngân hàng Công Thương. Vừa rồi thì bóng đá chạm chắn của số 12 Nguyễn Thị Uyên. Lại một đường chuyền hai thấp tay rất xấu, bóng rất xấu của Ngân hàng Công Thương, dẫn tới việc là Nam Kỳ Trung Quốc đã kết thúc chuyền lưới ngay. 13-13. Liu Jiayi phát bóng. Chuyển sang vị trí đối chuyền, Nguyễn Thị Xuân vẫn tiếp tục phát huy khả năng đập bóng của mình. Bây giờ thì bên phía Ngân hàng Công Thương đã tung vào sân Trần Tú Linh. Có Trần Tú Linh thì Ngân hàng Công Thương sẽ thực hiện tốt hơn những mảng miếng phối hợp đập chồng. Một pha phối hợp đánh nhanh của Nam Kinh Trung Quốc đã bị hóa giải. Lần này thì
hàng chắn của Ngân hàng Công Thương đã bố trí chắn giữa rất kín. Có một mình Lê Thanh Thúy thôi nhưng cô đã đọc được ý đồ dứt điểm của đối phương. Điểm cho Nam Kinh 14-15. Cho Ngân hàng Công Thương. Và cái điểm của Nguyễn Thị Uyên. Những điểm số đa quà thì có thể thấy là bên phía Ngân hàng Công Thương đối trợ của họ vẫn đang ở mức thăm dò đối phương và dần hoàn thiện đối chơi và kỹ năng của mình khi mà có trận hai thu hoài. Còn bên phía Nam Kinh thì họ vẫn tỏ ra mạnh ở hai biên. Khả năng tấn công giữa lưới của Nam Kinh chưa thật sự là mang đến nhiều sự tin tưởng. Lê Thanh Thúy sẽ là người thực hiện pha phát bóng. Những phút đã qua Thanh Thúy chơi rất tốt. Chắn bóng hay, Lưu Thị Huệ đã đoán được ý đồ đập bóng của đối phương. Vẫn còn. Và Bùi Thị Huệ với pha bỏ nhỏ vào khoảng trống. Phía trước mặt cầu thủ đối phương đã ghi điểm cho Ngân hàng Công Thương. Lưu Thị Huệ đã có pha xử lý không ngoan. Bùi Thị Huệ và đập dính bóng, chắn bóng tốt. Hàng chắn của Ngân hàng Công Thương hoạt động linh hoạt ở trong những phút đã qua. Trận này thì số 8 Lê Thanh Thúy đang chơi rất hay. Vận động viên lớn tuổi Bùi Thị Huệ cũng có những pha xử lý đầy kinh nghiệm. Câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương. Và chuyền hai hỏng, tình huống không ăn ý giữa Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Hoài. Bắt được một lỗi. Đây là Nguyễn Thị Hoài chuyền hay của Ngân hàng Công Thương. Pha phối hợp đập nhanh. Bóng là xuyên trắng. Người bật rất cao là số 5 Song Kessin. Hai chắn là...
là Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Uyên đều là những cầu thủ có chiều cao tốt. Cơ hội cho Lưu Thị Huệ không được. 18 đều. Những pha đập bóng ở vị trí số 4 của Bùi Thị Huệ không phát huy được quy lực. Cô thường sử dụng những tình huống đập kỹ thuật. Lúc này thì các cầu thủ ở hàng trên Đại học Nam Kinh đã bắt bài được ý đồ đắp bóng. Lúc này với quả đập căng thì Bùi Thị Huệ đã ghi điểm 19-18. Nguyễn Thị Uyên phát bóng ngoài, Lưu Thị Huệ đã bóng ra ngoài và thật đập nhanh. Điều kiện cho đối phương có một tình huống dễ dàng để phối hợp tấn công. Khi tay đập chủ lực Nguyễn Thị Xuân được rút ra thì khả năng tấn công của Ngân hàng Công Thương đã không còn hiệu quả. Phía xa là Truyền Hai Hà Thị Hoa cùng vận động viên lớn tuổi và chỉ được tung vào sân trong những thời điểm vận động viên chúng ta cần xoay chuyển về chiến thuật. Hà Thị Hoa thì điều phối trận đấu tốt nhưng cô không còn đủ thế lực để tham gia trong những tình huống phòng ngự và bật chắn của Hà Thị Hoa không còn hiệu quả như trước đây bởi vì cô đã tăng cân rất nhiều. Lúc này thì Đại học Nam Kinh đang dẫn trước 20-19. Bùi Thị Huệ đập rất căng, không còn là những pha bỏ nhỏ. Bùi Thị Huệ đang phát huy hiệu quả với những cú đập căng ở vị trí số 4. Trận đấu đang diễn ra rất hay, giằng co từ điểm một, không có quá nhiều khác biệt về trình độ giữa hai đội. Vẫn còn Nguyễn Thị Xuân, tiếp tục là Xuân, Lưu Thị Huệ không. Hàng trắng của Đại học Nam Kinh bắt bài được pha phối hợp tấn công vừa rồi. Họ đã di chuyển khôn ngoan, đặc biệt là số 13 Liu Jiazi. Chắn bóng ra ngoài, 21 đều. Không, người vẫn còn, vẫn còn. Bây giờ mới là 21 đều. Cầu thủ 1 của Libero Si Ruzi 22-21. Lưu Thị Huệ phát bóng.
Lưu Tiểu Huệ sinh năm 1999 và cao đến 1m85. Nguyễn Thị Xuân đã có pha đập bóng sở trường. Chuyền hai Nguyễn Thị Hoài đang phối hợp rất tốt với các chủ công khi chuyền ra vị trí số 4 hợp lý. Và đặc biệt là Nguyễn Thị Xuân khi xuất hiện ở trên sân thì phát huy rất tốt vai trò và bắt được một lỗi điểm kết thúc set đấu đầu tiên cho Ngân hàng Công Thương 24-22. Góc khán đài của các cổ động viên câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Chúng ta thấy băng rôn Việt Thiên Banh quyết thắng. Đại học Nam Kinh đã để thua chóng vánh trước đội chủ giải VTV Bình Điền Long An. Và ở trận này thì họ chơi tốt hơn. Đội bóng đến từ Trung Quốc thường bắt nhịp khá chậm nhưng lại thường tiến sâu vào giải. Ở giải lần này thì câu lạc bộ Tứ Xuyên của Trung Quốc được đánh giá là ứng cử viên đăng ký cho chiếc vô địch. 24-22. Nguyễn Thị Hoài phát bóng. Chạm bóng tốt. Và như vậy chiến thắng đã thuộc về Ngân hàng Công Thương 25-22. Sự cổ vũ từ các cổ động viên trên khán đài đã góp phần vào chiến thắng này. Tinh thần của các cô gái Ngân hàng Công Thương đã lên rất cao. Xin mời quý vị trở lại với nhà thi đấu đánh giá tỉnh Kiên Giang. Chúng ta sẽ theo dõi hiệp 2 trận đấu ở bảng A giữa hai đội bóng Nam Kinh Trung Quốc và Ngân hàng Công Thương. Như vậy là cú phát bóng ra ngoài của vận động viên Song Kesin bên phía Nam Kinh Trung Quốc đã giúp cho Ngân hàng Công Thương mở điểm ở trận đấu thứ hai. Trong trận đấu thứ nhất thì Ngân hàng Công Thương đã vượt qua Nam Kinh Trung Quốc với điểm số 25-22. Chiến thắng ở set 1 chắc chắn là sẽ xâm nhập tinh thần, sự tự tin rất lớn cho các cô gái Ngân hàng Công Thương. Cú chắn bóng thành công ở vòng set đấu thứ nhất thì khả năng bám chắn ở hai biên của Ngân hàng Công Thương hơi có vấn đề một chút, nhưng vừa rồi thì hàng chắn đã có điểm. Xử lý không thành công của số 12 Nguyễn Thị Huyền điều làm nên chiến thắng ở trong set đấu thứ nhất đối với Ngân hàng Công Thương thì chúng tôi đó là việc những vận động viên kỳ cựu như Nguyễn Thị Xuân và Bùi Thị Huệ đã biết phân phối sức lực hợp lý, bung sức đúng thời điểm. Thứ hai nữa là chuyền hai Thu Hoài cũng đã thiếu gắn kết hơn trong việc cầm nhịp và điều phối những đường chuyền hai của mình. Khả năng tổ chức tấn công giữ lưới của Ngân hàng Công Thương cũng phát huy tốt hơn. Lúc này điểm số đang là 2-2 trong trận đấu thứ hai. Okay.
Lê Thanh Thúy và Thu Hoài, những vận động viên mà hiện tại tuổi đời vẫn đang ở lứa U23 và chắc chắn là huấn luyện viên Nguyễn Tiến Kiệt cần phải rèn rũa rất nhiều cho những học trò của mình để có thể tạo ra một bộ khung cho đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị thi đấu giải U23 châu Á vào giữa tháng 7 tới. Một điểm nữa cho Ngân hàng Công Thương, 4-2. Sự khá ổn định của Thu Hoài khiến cho huấn luyện viên Tuấn Kiệt lúc này chưa sử dụng chuyền hai kỳ cựu Hà Thị Hoa. Chắn bóng thành công, Lưu Thị Huệ đã chắn bóng chính xác và đưa Ngân hàng Công Thương vươn lên dẫn trước với điểm số 5-2. Lê Thanh Thúy phát bóng, bắt mức một tốt của Bùi Huệ, rất cố gắng sau pha đập bóng vừa rồi thì Bùi Thị Huệ đã bị mất thăng bằng và ngay sau đó đối phương đã tận dụng sơ hở này và thực hiện cú đập bóng ngay vào vị trí của Bùi Thị Huệ. 3-5. Sự thay đổi người bên phía Nam Kỳ Trung Quốc, số 2 Lê Rui Xue rời sân nhường chỗ cho số 15 Mao Wen vừa vào sân. Cú bỏ nhỏ thành công. Sáu ba. Một đường chuyền hai thấp tay rất vừa tầm của Thu Hoài. Lưu Tiểu Huệ đã lên 3 rất nhanh nhưng cú dứt điểm lại chưa thành công. Chắn bóng tiếp tục. Cú chắn bóng tiếp theo của Lưu Tiểu Huệ đã giúp cho Ngân hàng Công Thương có điểm số 7-3. Giống như nửa đầu của set đấu thứ nhất. Lúc này thì Ngân hàng Công Thương vẫn chủ động với những pha phối hợp tấn công giữa lưới rất nhuần nhuyễn giữa bộ đôi Thu Hoài và Lưu Thị Huệ. Nam Kỳ Trung Quốc đã phải xin tạm dừng hội ý. Nguyễn Thị Uyên phát bóng. Đó là một vận động viên chủ công thuận tay trái. Cú dứt điểm ra ngoài. Bóng ngoài. Điểm Ngân hàng Công Thương 8-3. Bên phía Nam Kỳ Trung Quốc họ có những vận động viên có khả năng đội bóng tốt, nhưng có lẽ họ cũng sở hữu một chuyền hai chưa phải là đẳng cấp. Yếu tố tự tin đang là điều có thể thấy rõ ở các cô gái Ngân hàng Công Thương lúc này.
Tiếp tục là pha phát bóng của Nguyễn Thị Uyên. Huế cú bỏ nhỏ thành công, hàng chắn của Nam Kinh Trung Quốc chủ động bật chắn trước để đoán là một cú đập bóng uy lực của Bùi Huệ, nhưng Bùi Huệ đã bỏ nhỏ trên chắn. Vẫn còn pha đá bóng sau vạch 3m của Nguyễn Thị Xuân. Nguyễn Thị Xuân là vận động viên xuất sắc nhất của giải bóng chuyền VTV9 Bình Điền năm 2014. Cho đến nay thì Nguyễn Thị Xuân là vận động viên gần nhất của Việt Nam đạt được danh hiệu này. Còn lại những năm gần đây, danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất của giải đấu đều thuộc về các vận động viên người nước ngoài, như là Jong Jin Sim của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên năm 2015, Wang Wenning năm 2016, Jong Jin Sim năm 2017 và 2018 là Holly Toliver của BIP Mỹ. Nam Kỳ Trung Quốc rút ngắn điểm số xuống còn 4-11. Của Nam Kinh Trung Quốc ra ngoài và tấn công uy lực từ cú đập của Bùi Thị Huệ. Bây giờ thì đã có sự thay đổi bên phía Ngân hàng Công Thương. Bùi Thị Huệ được rút ra tạm nghỉ để nhường chỗ cho Trần Tú Linh. Tú Linh cũng là một vận động viên nằm trong lứa U23. Và bỏ nhỏ khá hay. Và dứt điểm nhanh của Nam Kinh không thành công. Bây giờ là Nguyễn Thị Xuân. Không được. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho cú dứt điểm lỗi vừa rồi của Thu Hoài. Cơ hội như vậy có thể nói là tương đối sáng để kết thúc ghi điểm, nhưng Thu Hoài đã dứt điểm không thành công. 5-12. Du Yan phát bóng. Và bắt được một khá vất vả, được chuyền hai thì lỗi. Nguyễn Thị Xuân. Một cú dứt bóng cắm của Nguyễn Thị Xuân. Nguyễn Thị Xuân rất quen với cách dứt điểm như thế này. Không phải là Nguyễn Thị Xuân không đập được, mà những cú dứt điểm như vậy sẽ khiến đối phương bị bất ngờ. Dứt điểm. Vừa rồi thì hàng chắn của Ngân hàng Công Thương đã tổ chức bật chắn không thành công. Họ đã có cơ hội dứt điểm với những cú dứt điểm ở hàng trên nhưng đều không kết thúc được pha bóng. 63. Và giờ tấn công giữa lưới chính
Lê Thanh Thúy lên ba dứt điểm rất tốt bên phía ngân hàng Công Thương. Mười bốn sáu. Không được. Vừa rồi pha xử lý hơi vội vàng của Nguyễn Thị Xuân trong cầu bước một. 7-14. Sóc Kê Sinh phát bóng. Sóc Kê Sinh là chuyền hai của Nam Kỳ Trung Quốc. Như vậy là pha xử lý vừa rồi Nguyễn Thị Xuân đã ra ngoài. Nguyễn Xuân vừa rồi không chủ động thực sự để tung ra một cú dứt điểm. Lại một pha phớt đánh nhanh thành công của Ngân hàng Công Thương. Nam Kinh Trung Quốc đang gặp vấn đề để có thể hóa giải những pha phớt đánh nhanh của Ngân hàng Công Thương. Phát bóng lỗi. Chín mười lăm. Hy vọng là Ngân hàng Công Thương không chủ quan khi họ đang dẫn cách biệt 6 điểm lúc này. Phát bóng ra ngoài. Cú phát bóng lỗi của Liu Jiayi. 16-9. Set 2 quả thật là rất hứng khởi cho các cô gái Ngân hàng Công Thương. Huấn luyện viên Nguyễn Tất Kiệt cũng có những điều chỉnh và rất cá tính trong hai set đấu đã qua. Việc sử dụng những vận động viên đã có tuổi của Ngân hàng Công Thương không thật nhiều giống như ở trận đấu đầu tiên với U23 Thái Lan, mà thay vào đó Nguyễn Thị Xuân, Bùi Thị Huệ chẳng những phát huy được khả năng ghi điểm của mình mà huấn luyện viên Nguyễn Tất Quyết cũng có một sự điều chỉnh để giữ sức cho Bùi Huệ khi tung Trần Tú Linh vào thay. Trong khi đó lớp vận động viên nòng cốt của Ngân hàng Công Thương lúc này là Thu Hoài, là Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ. Họ đang thi đấu rất tự tin. Tú Linh đã kết thúc thành công pha đá bóng của Tú Linh ở vị trí trụ công. Bóng tốt cho Nam Kinh. Mao Wen đá dứt điểm thành công. 10-17. Tiếp tục là một pha đập của Trần Tú Linh. Điểm cho các cô gái của trường đại học Nam Kinh 11-17. Mao Wen, người được điều chỉnh về mặt nhân sự từ huấn luyện viên Sao Li Ping ở cuối set đấu đầu tiên. Quá hay những pha phối hợp tấn công tốc độ cao đã được Ngân hàng Công Thương thực hiện và họ liên tục ghi điểm với những cú đánh này. Chuyền hai Thu Hoài đang làm rất tốt nhiệm vụ. Thu Yên phát bóng.
hội cho Ngân hàng Công Thương tổ chức tấn công. Lưu Huệ đã đá bóng ở vị trí số 2. Một di chuyển chiến thuật khôn ngoan nhận đường truyền của truyền hai Thu Hoài. Pha chuyền hay không tốt và điểm cho Đại học Nam Kinh. Lỗi bước một của libero Nguyễn Thị Ninh Anh, cô gái sinh năm 2000. Với xẻ tay dài của mình thì Lưu Thị Huệ có nhiều lợi thế trong những pha tranh chấp bóng ở trên lưới. Xác định là điểm cho Đại học Nam Kinh. Ngân hàng Công Thương là đội bóng cũng có thành tích rất tốt trong quá khứ khi tham gia giải VTV9 Bình Điền. Họ đã từng hai lần giành chức vô địch. Tổng cộng thì Ngân hàng Công Thương có đến 6 lần lọt vào vòng bán kết, một lần hạng nhì và ba lần hạng ba. Lần gần nhất VTV chính Bình Điền chứng kiến câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương lên ngôi vô địch là giải của năm 2016. Chứng tỏ được ưu thế và mang lại điểm 22-16, cách biệt khá xa và chiến thắng đang đến gần ở trong set đấu thứ hai cho Ngân hàng Công Thương. Lưu Huệ thực hiện pha phát bóng. Rất tốt. Một pha phòng thủ hay. Rất nhanh. Tình huống đánh bóng hai chuyền và Thu Hoài giúp cho
Ngân hàng Công Thương vượt lên dẫn 23-16. Thu Hoài đã gây bất ngờ cho đối phương. Trọng tài đang làm việc với các cầu thủ Ngân hàng Công Thương. Có vẻ như đã có lỗi kỹ thuật trong việc thay đổi nhân sự ở trên sân. Lúc này thì Lê Thanh Thúy đã được ra ngoài. Và libero số 19 Đinh Anh đang vào sân. Đây là ông Phạm Trung Nghĩa và đây là trọng tài Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Công Thương đang dẫn 23-16. Quyền phát bóng thuộc về các cô gái đại học Nam Kinh. Phát bóng ra ngoài. Điểm lúc này là 23-17. Chặn bóng tốt. Điểm kết thúc trận đấu thứ hai. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những tính toán hợp lý khi muốn kết thúc nhanh trận đấu này, vì càng để cho trận đấu trôi về những set thứ tư hoặc thứ năm thì thể lực của những cầu thủ như là Nguyễn Thị Xuân hay là Bùi Thị Huệ sẽ không còn giữ được sự bền bỉ, vì đây là những cầu thủ lớn tuổi. Vừa rồi đã có pha phát bóng hỏng. 18-24. Nguyễn Thị Xuân kết thúc set đấu thứ hai với một pha đập rất uy lực. Và như vậy chiến thắng ở trong set đấu này với điểm số 25-18 nghiêng về cho Ngân hàng Công Thương. Chúng ta xem lại pha đập bóng trên hàng trắng của Đại học Nam Kinh. Điểm số qua hai set đấu là 25-12 và 25-18. Xin mời các bạn trở lại với trận đấu giữa hai đội bóng Nam Kỳ Trung Quốc và Ngân hàng Công Thương trong cuộc lượt đấu thứ hai của bảng A giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền. Sau hai set đấu thì Ngân hàng Công Thương đang dẫn trước với số 2-0. Họ vượt qua Nam Kinh Trung Quốc với điểm số 25-22 ở set 1 và thắng 25-18 ở set đấu thứ hai. Chiến thắng ở trận đấu này sẽ giúp cho Ngân hàng Công Thương tiếp tục nuôi vọng để có thể tìm chiếc vé lọt vào bán kết. Thu Hoài phát bóng. Như vậy là Ngân hàng Công Thương tiếp tục mở điểm. Lối tấn công của Nam Kỳ Trung Quốc. Nguyên chắn yên thật chậm, dắt tay ngoài vào. Lần này thì libero số 10 của Nam Kinh Trung Quốc đã mắc lỗi bước 1, Shiroyi. Đúng rồi.
vẫn còn Bùi Huệ. Một pha phối đánh nhanh và kết thúc chính xác của Lê Thanh Thúy. 3-0 cho Ngân hàng Công Thương. Chắn bóng. Như vậy là vừa rồi lỗi đập bóng của Nguyễn Thị Xuân. Điểm đầu tiên cho Nam Kinh Trung Quốc ở set đấu này, 1-3. Ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng thì Ngân hàng Công Thương sẽ có trận đấu với VTV Bình Định Long An, trong khi Nam Kinh Trung Quốc sẽ gặp U23 Thái Lan. Cú dứt điểm ngoài chắn của số 8 bên phía Nam Kinh, Si Quế Tinh, nhưng bóng cũng đã đi ra ngoài. 4-1 cho Ngân hàng Công Thương. Bóng ngoài. Liên tục những lỗi dứt điểm của các cô gái Nam Kinh Trung Quốc. Lần này đến lượt Lê Đu Xuê. Không thể ngăn chặn cú đập bóng uy lực của Bùi Huệ. 6-1. Nam Kinh Trung Quốc vừa có sự thay đổi. Liu Xiao đã vào sân thế chỗ của Li Rui Xue. Lần này là một pha ghi điểm từ cú vượt bánh nhanh của Nam Kinh. Bây giờ thì Nguyễn Thị Xuân đã tạm rời sân nhường chỗ cho số 9 Hoàng Minh Tâm bên phía Ngân hàng Công Thương. Từ đầu trận đấu tới giờ thì đây mới là thời điểm Minh Tâm được sử dụng. Điểm cho Ngân hàng Công Thương. Nguyễn Thị Uyên đã kết thúc tốt ở vị trí số 2. Bóng đá bật chắn của Ngân hàng Công Thương ra ngoài. 3-7. Rất tốt và cản phá phòng thủ của libero bên phía Ngân hàng Công Thương, Linh Anh. Không kết thúc được từ cú đập của Bùi Huệ và Ngân hàng Công Thương đã phải trả giá. Họ đã để cho Mao Wen của Nam Kinh Trung Quốc cơ hội dứt điểm. Vẫn là một pha bám chắn không kín của Lưu Thị Huệ và đồng đội. Phối hợp cầm chồng và vẫn là Nguyễn Thị Nguyên. Tạm 4 người về phía Ngân hàng Công Thương.
Hà Nội bước vào phút hội kỹ thuật thứ nhất trong trận đấu này. Một trận đấu mà huấn luyện viên Nguyễn Tư Quyệt và các học trò của mình cần phải có chiến thắng cách biệt. Việc thua 2-3 trước U23 Thái Lan ở lượt đấu thứ nhất đã khiến Ngân hàng Công Thương chỉ có được 1 điểm. Sau lượt đấu đầu tiên thì VTV Bình Long An với chiến thắng 3-0 trước Nam Kinh đang dẫn đầu với 3 điểm. Tiếp theo là U23 Thái Lan 2 điểm, Ngân hàng Công Thương 1 điểm và Nam Kinh 0 điểm. Trần Tú Linh phát bóng. Tiếp tục tốt trên lưới của Lưu Thị Huệ. Điểm về Tiên Banh. 9-4. Bám chắn khá hay. Không được. Thu Hoài vừa rồi định gây bất ngờ bằng một pha dứt điểm ngay. Lưu Thị Huệ đã sang hai nhưng Thu Hoài quyết định là một cú dứt điểm ngay chứ không thực hiện đường chuyền hai sau đầu. Nhưng bóng đã không còn được lưới. 5-9. Vẫn là một pha phối hợp không nhịp nhàng của Thu Hoài. Đường chuyền hai rất lỗi của Thu Hoài vừa rồi cho Lưu Huệ. Vẫn còn. Điểm cho Ngân hàng Công Thương vừa rồi thì cũng chưa hẳn là một đường chuyền hai hợp lý thật tốt của đồng đội, nhưng Bùi Huệ đã rất biết cách để sửa bóng. Pha xử lý đầy kinh nghiệm của Bùi Huệ. 10-6. Vừa rồi thì Nam Kinh Trung Quốc đã chắn bóng chính xác. 70. Hai chắn của Nam Kinh Trung Quốc đã hóa giải được cú dứt điểm của Hoàng Minh Tâm. Như vậy là điểm số được ghi cho Ngân hàng Công Thương. Hoàng Minh Tâm ngay lập tức sửa sai bằng cú kết thúc chính xác. Bóng xuyên chắn. Lê Thành Thúy đã trở lại bên phía Ngân hàng Công Thương. Bóng hơi sát lưới nhưng vẫn là một pha. Bên phía Nam Kinh Trung Quốc đã xin tạm dừng hội ý. Trong những năm gần đây thì các đội bóng của Trung Quốc là khách mời của giải VTV9 Bình Điền. Ngoài Nam Kinh Trung Quốc ở năm nay, năm 2018 thì họ có Giang Tô
Phúc Kiến năm 2017 là đội bóng Vũ Hán. Năm 2016 là Giang Tô Á Quân. Năm đó sau khi thua 1-3 trước Ngân hàng Công Thương ở trận chung kết khi giải đấu được tổ chức ở Ninh Bình. Cú đập bóng chuyền chắn của số 8 bên phía Nam Kinh, Si Quy Tinh. 8-12. Si Quy Tinh vừa rồi đã bật đà rất ổn. Cú phát bóng lỗi và phát bóng lỗi của chuyền hai Song Kesin. 13-8 nghiêng về phía Ngân hàng Công Thương. Tiếp tục điểm được ghi cho Ngân hàng Công Thương. 14-8. Lần này thì hàng chắn của Ngân hàng Công Thương đã bám chắn thành công với sự xuất hiện của Lê Thanh Thúy và Hoàng Minh Tâm. Phát bóng ra ngoài. 9-14. Tầm đập bóng rất cắm. 15-9. Cho đến hiệp này thì huấn luyện viên Nguyễn Tân Kiệt chưa sử dụng một phút nào. Phạm Thị Kim Huệ, Hà Hòa ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là bóng đã chạm trán Công Thương ra ngoài. Nam Kỳ Trung Quốc rút ngắn điểm số xuống còn 10-15. Bước một lỗi của libero Ninh Anh. Như vậy tiếp tục lỗi bước một, không phải Ninh Anh, lần này là Hoàng Minh Tâm. Mười hai mười lăm, khoảng cách chỉ còn là 3 điểm. Quyết được bằng một pha phương đánh nhanh, Lê Thanh Túy đã cắt được mạch ghi điểm của Nam Kinh. 16-12. Cả ba trận đấu thì Ngân hàng Công Thương đều dẫn trước Nam Kinh khi bước vào phút hội ý kỹ thuật thứ hai của trận đấu. Nam Kinh tạo ra cuộc lội ngược dòng ở trong trận đấu này.
lối chơi của các cô gái đến từ Đại học Nam Kinh khá đơn điệu. Lê Thị Thúy sẽ là người thực hiện pha phát bóng cho Ngân hàng Công Thương. Và đập ở vị trí số 4. Chúng ta xem lại tình huống đập rất mạnh. Đó là pha xử lý của số 15 Mao Wen. Đội trưởng Liu Xiao thực hiện pha phát bóng. Bùi Huệ. Bùi Thị Huệ ban đầu không được đăng ký dự VTV9 Bình Điền lần thứ 3 năm 2019. Cô được đăng ký muộn sau khi mượn về thành công từ đội Mikado Thái Bình. Và xử lý hỏng. Ngân hàng Công Thương đang dẫn 18-13. Bóng ra ngoài 19-13. Trận này ít nhất là tính đến thời điểm này thì số 7 Hà Thị Hoa và số 5 Phạm Thị Kim Huệ, hai vận động viên lão luyện của câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương, vẫn chưa được sử dụng. Đại học Nam Kinh định giá thấp hơn thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã rất chủ động trong việc sử dụng nhân sự. Đối chuyền Trần Tú Linh thực hiện pha phát bóng ra ngoài. Thu Hoài, chuyền hai của Ngân hàng Công Thương ở trận này đã chơi tốt, hy vọng là cô sẽ tiếp tục giữ được phong độ cao trong những trận đấu tiếp theo. Trước mắt thì Ngân hàng Công Thương sẽ có một trận đấu khó khăn gặp đội chủ giải VTV Bình Điền Long An. Trận đấu sẽ diễn ra vào 2 ngày tới. Điểm cho Ngân hàng Công Thương 21-14. Huệ và Minh Tâm đã bám chắn, chiều cao 1m85 đã giúp cho Lưu Thị Huệ có được lợi thế. Là pha đập bóng của số 15 Mao Wen, người chơi nổi bật nhất trong thành phần Đại học Nam Kinh ở trận này. Lưu Thị Huệ. Bóng không vượt qua được Lưu Thị Huệ. 23-15.
giám sát Nguyễn Văn Hùng của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đánh giá rất cao Lưu Thị Huệ. Cô gái sinh năm 99, cao 1m85. Song Kesin phát bóng cho Nam Kinh, phát bóng hỏng. Điểm kết thúc trận đấu dành cho Ngân hàng Công Thương 24-16. Thu Hoài thực hiện pha phát bóng. Thu Hoài, Tú Linh, đã không có được pha bóng thuận lợi để dứt điểm. Minh Tâm quả đập 17-24. Vẫn đang điều chỉnh lại những vị trí trong đội hình của Đại học Nam Kinh. Và trận đấu được tiếp tục. Chiến thắng đang đến rất gần cho Ngân hàng Công Thương ở trận đấu thứ hai. Và như vậy đã có điểm số 25, điểm kết thúc trận đấu. Chiến thắng ở trận đấu thứ 3, 25-17. Và Ngân hàng Công Thương giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Điểm số qua từng set đấu là 25-22, 25-18 và 25-17. Ngân hàng Công Thương đã tìm được trận thắng đầu tiên ở giải bóng chuyền cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019. Ở trận đấu tiếp theo thì Ngân hàng Công Thương sẽ gặp đội chủ giải VTV Bình Điền Long An, và Đại học Nam Kinh sẽ đối đầu với U23 Thái Lan. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, buổi tường thuật của chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, thứ hai 13 tháng 5, với cặp đấu VTV Bình Điền Long An gặp U23 Thái Lan. Người nông dân